chào các bạn, mình là Nguyễn Phúc tại com Có rất nhiều anh em nhắn tin với mình là ở ừ, mặc dù trên kênh của mình có rất là nhiều video nhưng mà bởi vì họ mới lần đầu tiếp xúc với Photoshop thành ra là người ta cần có một cái cái cách sử dụng à, và một cái khóa học gọi là cấp tốc luôn để làm sao chỉ trong một vài video thôi người ta có thể nắm sơ sơ cái cách để người ta coi như là một cái nền tảng để mọi người dễ dàng mò hơn cho những cái video sau thì bây giờ sẽ là ba cái video mà gọi là tạm gọi là cấp tốc của mình đi. ở video đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để ông ta chỉnh Photoshop, chỉnh hình này, chỉnh số lượng lớn hình ở trong Photoshop cho nó dễ, chỉnh ánh sáng màu sắc và đa kiểu như thế ha, chỉnh số lượng lớn. video thứ hai thì nó sẽ là hướng dẫn anh em cái cách để ông ta có thể retouch cơ bản ha retouch một số thứ à, xóa mụn à, bóp tay bóp chân à, lên layout một cái cuốn album ở trong Photoshop và cái video thứ ba nó sẽ là cắt ghép nha thì đó là bộ ba kỹ năng mà gọi là gọi là cơ bản đó cho anh em thì trong video đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta sử dụng Photoshop ở mức độ rất là cơ bản video này dành cho những người chưa biết gì thì các bạn có thể sử dụng được Photoshop để các bạn có thể chỉnh hình được um, và chúng ta có thể chỉnh được ở cái gọi là cái, uh, cái, cái 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 chất lượng cao nha và những cái app của điện thoại không làm được ha. Rồi, thì ok, chúng ta vào video. Ở đây thì mình sẽ có những cái hình gốc uh, mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn hoặc là các bạn có thể sử dụng hình của các bạn cũng được. Nhưng mà đây mình có những cái stock à, mà hình gốc của mình mình hay gọi là stock đó, stock hình thì các bạn có thể tải về à, link thì mình có để kèm nha. Thì ở đây các bạn có thể mở file ra ra. Stock thì mình sẽ để ở dạng là file raw. File raw này là một cái file gọi là file gốc hoàn toàn chụp từ những cái máy ảnh cơ người ta gọi là máy ảnh cơ mà thực cái ra là cái máy ảnh kỹ thuật số nhưng mà dạng chuyên nghiệp đó bán chuyên á thì nó tương đối nó rẻ thôi thì à, những cái máy như vậy nó bây giờ loanh quanh các bạn mua ông chừng à, năm 5 4-5 triệu trở lên là có một cái máy tốt rồi để các bạn có thể sử dụng rồi không cần phải quá nhiều đâu ha thì stock ở đây mình sử dụng là stock nguồn từ bạn nguyễn kỳ à, bạn chia sẻ ở trên những cái group uh, trên facebook đó chia sẻ miễn phí thôi thì mình sử dụng uh, của bạn nguyễn kỳ nhé ở đây ví dụ như là các bạn sẽ ví dụ như là mình mở một tấm hình ở đây đi ha mình sẽ mở tấm hình này với photoshop các bạn có thể bấm chuột phải uh, chọn là open with chọn photoshop hoặc là các bạn vào trong photoshop này À, chúng ta sẽ vào file và chọn open. À, nó giống như là những cái file Word hay là cái gì đó thôi, cũng không có gì gọi là phức tạp lắm, gọi là đúng không? Cơ bản những cái phần mềm này cũng né né nhau, thành ra là không cần phải gọi là khó khăn quá đâu. Các bạn hãy nghĩ nó đơn giản là một cái phần mềm thôi, giống như pen vậy đó, thật in như Paint thôi. Rồi, giờ mình sẽ mở một tấm hình này đi ha và mình sẽ mở open. Rồi, ở đây thì có thể nó sẽ không ra giao diện này nhưng mà nếu mà RAW thì nó sẽ ra giao diện này nhưng mà nếu như nó vào thẳng ở trong Photoshop nha thì các bạn có thể quay trở lại RAW bằng cách vào Filter và chọn là Camera RAW Filter à, với trường hợp các bạn mở một cái file hình file là file JPEG á, thì nó sẽ vào ngay Photoshop còn nếu như các bạn mở file RAW giống như mình á, thì các bạn có thể nó sẽ mở ngay Photoshop đã sẽ mở ngay Camera Raw lên cho anh em ha và đây là cái mà chúng ta sẽ sử dụng trong ngày hôm nay chúng ta sử dụng đơn giản thôi và nếu như các bạn mở file JPEG mà nó không hiện cái này á thì các bạn cũng sẽ đơn giản thôi cũng không có gì phức tạp cả đây file JPEG thì nó sẽ vào ngay ở trong cửa sổ Photoshop uh, như thế này đó nó sẽ ra cái cửa sổ như thế này nếu các bạn mở những cái file mà các bạn chụp hình từ uh, điện thoại chẳng hạn như thế thì nó sẽ ra ngay trong giao diện Photoshop và các bạn có thể mở cái ở trong Photoshop thì nó sẽ hơi phức tạp một chút xíu nhưng mà ở bài sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhé còn ở đây thì chúng ta đang cần chỉnh nó đơn giản thôi thì các bạn sẽ vào menu filter và chọn là camera raw filter thì nó sẽ cũng sẽ hiện cái uh, giao diện như là chúng ta mới mở cái hình này đầu tiên ha. Nếu như Fire raw các bạn mở nó sẽ vào đây ngay. Rồi, ở đây Photoshop mình đang sử dụng là phiên bản Photoshop CC 2019 thì nếu như các bạn đang sử dụng uh, những cái phiên bản cũ quá ví dụ như là từ CS6 trở xuống á thì các bạn nên cài cái phiên bản lớn cao hơn tối thiểu nên là sử dụng CC 2015 2017 trở lên như mình đang sử dụng CC 2019 bản này rất ổn định và mình cảm thấy rất là ok ha trường hợp mà các bạn máy các bạn yếu quá thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta đổi máy bởi vì những cái máy nào mà hiện tại bởi vì thực tế Photoshop nó không đòi hỏi quá nhiều về cấu hình thành ra là nếu như máy của các bạn hiện tại mà không chạy được Photoshop CC 2015 á thì ừ, nên đổi máy tại vì nếu như không chạy được Photoshop CC 2015 thì khéo nó chẳng chạy được phần mềm nào nó gọi là ngon lành cả và nó chỉ đơn giản là À, lướt web và này nọ thôi thì nó không đáp ứng được cho công việc của một uh, sư sinh viên hoặc là chúng ta làm công nhân viên chẳng hạn như thế thì nó cũng sẽ không phù hợp đâu chúng ta nên nâng cấp cái máy cho nó ngon lành một chút và chắc máy loanh quanh bây giờ trên 10 triệu 15 20 triệu chắc chắn cài được Photoshop phiên bản cao thậm chí là cao nhất CC020 ha. À, rồi quay lại như thế quay lại thì cái chúng ta đang có chúng ta là camera raw ha camera raw nó giống như là một cái plugin một cái phần mở rộng ở trong photoshop và nó giúp chúng ta chỉnh hình nó dễ hơn ví dụ trong photoshop các bạn cần kéo sáng đi các bạn sẽ phải có những cái layer các thứ đồ nó hơi phức tạp thì đây các bạn chỉ việc kéo tăng giảm tăng giảm mà thôi cũng không có gì quá phức tạp cả ha các bạn cảm thấy nó dễ không nè ở đây chúng ta sẽ có exposure contrast highlight shadow white black nếu như các bạn có từng sử dụng những cái app À, ví dụ như là app Lightroom ở trên smartphone ở trên điện thoại các bạn chẳng hạn vậy các bạn sẽ rất quen với những cái từ này và mình đảm bảo luôn các bạn quen thuộc với những cái này nó sẽ rất là dễ dàng bởi vì ừ, camera raw này nó na ná như là Lightroom mobile vậy đó nó sẽ rất là giống giống ha ví dụ temperature này tăng giảm nhiệt độ màu các bạn có thể hoàn toàn chỉnh ở trên này à, thì đây các bạn có thể tăng giảm sáng nhé nhưng mà đây chúng ta sẽ nâng cao một chút ha à, chúng ta sẽ có tăng giảm sáng này chúng ta có thể tăng giảm curve ở trong Lightroom cũng có à, tăng giảm detail có nghĩa là các bạn cần tăng nét à, và khử noise à, hoặc là chúng ta có thể blend màu đó biến đổi màu rồi chỉnh hiệu ứng các thứ đồ có rất là nhiều trong này thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hơi nâng cao một chút nếu như các bạn sử dụng Lightroom hoặc là những cái phần mềm ở trên điện thoại đi à, pick Uh, những cái phần mềm mà chỉnh điện thoại mà nó gọi là có cao cấp một chút á, dụ Lightroom chẳng hạn như thế, thì nó sẽ có một cái luôn luôn có đó là cái histogram. Các bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, kể cả ở trên cái máy chụp hình uh, point and shot, cái máy chụp hình du lịch đó, thì nó cũng sẽ có cái histogram này. Hết, tại sao tại sao mình lại nói cái histogram này nó là nâng cao cho các bạn bởi vì uh, đặc thù khi các bạn sử dụng những cái phần mềm gọi là cao cấp như thế này, Photoshop Carro, Lightroom thì nó hỗ trợ cho các bạn làm những cái hình có chất lượng cao đúng không các bạn cần chất lượng cao các bạn mới sử dụng những cái phần mềm chất lượng cao lý do các bạn muốn up hình lên uh, facebook nó nét uh, các bạn muốn in ra nó nét các bạn muốn làm bất cứ một cái gì đó mà nó thực sự nó nét nó chất lượng tốt màu sắc ngon lành không bị vỡ không bị noise không bị gì đó thì các bạn sẽ cần sử dụng những cái phần mềm cao cấp tương tự như thế nó gọi là cao cấp thôi đơn giản là nó nó hơi khó sử dụng một chút xíu nhưng mà thực ra nó không quá khó ha? ví dụ camera này dễ không, không có gì đâu thì nó sẽ cần có một cái yếu tố đó là các bạn có thể kiểm soát được cái chất lượng của bức hình đó ha à, chất lượng ở đây là mình đang nói tới có hai vấn đề một là ánh sáng hai là về cái ém màu ánh sáng và ém màu làm sao các bạn biết được cái hình của các bạn nó sáng nó tối như thế nào làm sao các bạn biết được là cái hình của các bạn nó đang ém màu ra như thế nào À, thì chúng ta sẽ có một cái như sau đó là cái histogram các bạn nhìn lên đây histogram này người ta hay gọi là cái lược đồ kiểu như thế thì histogram này nó sẽ giúp cho các bạn kiểm soát được cái bức hình của các bạn nó đang sáng tối và nó màu sắc nó phân bổ như thế nào để các bạn tăng giảm cho nó phù hợp à, để bắt đầu ở mức độ cơ bản trước nhé thì exposure à, thì chúng ta tăng giảm sáng ha. và các bạn nhớ để ý histogram tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về histogram nhưng mà đây exposure các bạn có thể tăng giảm sáng này à, tăng giảm contrast này đó để chúng ta có thể làm cho độ tương phản nó tăng lên ha, à, độ tương phản tăng lên à, và highlight thì nó là cái vùng cháy sáng đó đó các bạn để ý những cái vùng sáng này đó là tăng giảm này rất là đơn giản chúng ta chỉ đơn giản là kéo thả và thôi không có gì phức tạp cả rồi shadow thì nó là cái vùng bóng tối ở ví dụ như là phía đặc biệt các bạn hay chụp thì hay có kiểu là cái vùng tóc ở phía sau gáy này nó sẽ hơi tối tối một chút thì các bạn sẽ cần tăng lên nhẹ nhẹ để cho cái phần này nó không có bị tối quá ha những cái phần bóng nó sẽ hơi sáng lên một chút và làm cho cái bình của chúng ta nó đều hơn các bạn có thể để ý shadow ở trong hình này nó sẽ là những khu vực ở phía dưới tán lá này ở phía sau cái bóng của cô gái đó thì chúng ta có thể tăng giảm lên cho nó phù hợp ha white thì nó sẽ là điểm điểm trắng ha điểm cháy sáng luôn á highlight đây là vùng sáng nha vùng sáng còn white là điểm sáng và black là điểm đen đó nó gần gần giống như nhau khi nào các bạn thực hành cùng với mình các bạn có thể tăng giảm và các bạn sẽ cảm giác được nó khác bọt nhau như thế nào nhé. rồi vibrance à, xuống thấp thấp một chút. vibrance ở đây nó sẽ là cái độ à, à, cái màu của chúng ta nó 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 rực hơn. ví dụ như là vibrance này, các bạn sẽ thấy màu nó đậm đà hơn. đó nó nó có sức sóng hơn kiểu như thế. nhưng mà tất nhiên vibrance à, hay là saturation, saturation các bạn sẽ quen hơn. thì saturation các bạn hiểu đơn giản thôi là cái mức độ của saturation nó sẽ mạnh hơn, nó tăng tất cả các gam màu ở trong hình À, kể cả những cái màu gọi là màu đệ nhất, ha, màu bậc một đó, thì nó sẽ, nói chung là nó tăng hết ở trong hình của chúng ta nó có cái màu gì nó tăng cái màu đó. Còn vibrance nó sẽ hạn chế tăng những màu bậc một mà nó chỉ tăng những cái màu pha thôi. thì các bạn hiểu đơn giản giúp cho mình đơn giản thế này thôi. khi nào các bạn cảm thấy cái hình của ông ta nó quá thiếu màu, cái hình gốc á mà các bạn cảm thấy nó quá thiếu màu nó bị nhợt nhạt quá nó gần như là trắng đen chẳng hạn như thế thì các bạn hãng tăng cái saturation còn không thì đơn giản là tăng Vibrance giúp mình thôi ha để cho bức hình của chúng ta nó lên nó nhẹ nhẹ thôi kiểu như nó tinh tế một chút chứ đừng tăng saturation là nó tăng quá thì không ổn ha rồi, ở đây các bạn có thể qua cái tiếp tục ở phía trên này để cho dễ hình dung thì chúng ta sẽ có temperature và tin. Temperature đây là gì? Temperature là nhiệt độ, nhiệt độ màu đó. Thì các bạn sẽ để ý là sẽ có những bức hình á, các bạn cảm giác cái nhiệt độ màu hoặc là cái cái gam màu chung ở trong bức hình của chúng ta nó nó nóng hơn bình thường hoặc là đôi lúc nó lạnh hơn bình thường thì <laughs> các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn chỉnh màu à? Nó rất là phức tạp ha. Nếu như các bạn cảm thấy hình của chúng ta nó lạnh quá các bạn chỉ đơn giản là tăng temperature lên tăng nhiệt độ lên cho nó mát tăng nhiệt độ lên cho nó, cho nó cho nó nóng kiểu thế thì ví dụ như là các bạn thấy nó nó lạnh quá nó bị ém xanh như thế này chẳng hạn như vậy ha ví dụ hình gốc của các bạn ém xanh như thế này các bạn chỉ việc tăng cái temperature lên một chút để làm sao các bạn cảm thấy vừa mắt là ok ha và temperature này ví dụ như là các bạn thấy nó ừ, cái hình gốc của các bạn mà nó như vậy đi các bạn đừng để ý bên này nhé các bạn thấy hình gốc mà nó nó nóng quá nhìn vô là thấy bực hết cả người mẹ nực thì các bạn sẽ giảm đi giảm temperature đi để cho bức hình của ta nó mát hơn ha và nó đồng đều hơn rồi đơn giản như thế qua cái curve thì nó hơi phức tạp các bạn có thể bỏ qua nếu như ở mức độ cơ bản ha đi theo ở đây thì nó sẽ là tăng nét Đấy, tăng nét nhiều anh em chụp hình các bạn cảm giác như là bức hình của ta nó hơi nhờ nhờ hoặc là nó như thế nào đó các bạn nó không được nét lắm thì các bạn có thể tăng nét ở đây ha và tăng tăng vừa thôi, đừng tăng nhiều quá, tăng nhiều quá nó kỳ lắm. thì các bạn sẽ để ý khi các bạn tăng cái sharpening ở mau này lên này, đó thì nó sẽ tăng cái độ nét của bức hình lên. tuy nhiên nét ở đây là nét giả, nét giả có nghĩa là gì? tại sao mình gọi nó là nét giả? bởi vì khi mà các bạn tăng lên á, thì Photoshop nó sẽ tự thêm những cái chi tiết, những cái vân vào. Các bạn để ý này. đó, đây, đây là mặc định này, đây là mặc định nhé. và khi các bạn tăng nét lên các bạn thấy không nó thêm cái vân này vô thành ra là tăng thì tăng vừa thôi để những cái vân nó không trở thành cái cái noise cái noise có nghĩa là cái hạt 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 nó nó kỳ lắm thì tăng vừa thôi ha và một cái mẹo nhỏ nữa là các bạn hãy tăng cái masking lên tại sao phải tăng masking masking ở đây là mặt nạ có nghĩa là các bạn khi đè phím internet alt trên bàn phím ngay phím control đó uh, control internet đó ha phím alt nha thì các bạn đè phím internet nè các bạn tăng masking lên thì các bạn sẽ thấy là Photoshop đó các bạn tăng lên này đây hạn để phía internet và click thì nó sẽ ra trắng đen như thế này và các bạn sẽ để ý khu vực nào nó có màu trắng đây mình zoom ra nhé rồi khu vực nào có màu trắng là khu vực đó Photoshop nó đang tăng nét cho chúng ta thành ra là khi các bạn tăng nét thì nhớ tăng masking lên để cho cái bức hình của chúng ta nó có cái độ nét đúng chỗ cần nét thôi các bạn để ý khi các bạn không masking á thì Photoshop nó mặc định nó tăng nét mọi chỗ toàn bộ bức hình luôn thì cái bức hình chúng ta nó sẽ trở lên ở nó nét thì có nét nhưng mà nó lại thành noise noise rồi cái hạt hạt á thì các bạn nhớ tăng này thì nhớ tăng masking lên để nó tăng nét đúng chỗ nó cần nét ha à nói chung tôm gọi tôm gọn lại là tăng ở mao của sharpening thì nhớ tăng masking lên đó, để thế là tốt rồi ha. rồi noise reduction ví dụ như là bức hình của các bạn là chụp đêm hoặc là chụp như nào đó mà nó noise quá thì các bạn có thể tăng cái noise reduction lên để nó khử bớt noise đi ha khử bớt noise đi khử bớt cái nhiễu hạt đi và hình của ta nó sẽ mượt hơn ha thì đơn giản như thế thôi rồi ở bên này thì các bạn có thể thay đổi được cái tông màu à, thay đổi được cái màu ở trong bức hình của ông ta, à, giống như là trong Lightroom à, ở cái app ở trên điện thoại vậy đó. ví dụ như là ở đây Hue saturation, các bạn nhìn vô cái thanh này thôi, các bạn cũng sẽ hiểu được là khi kéo thả, khi tăng giảm cái thanh này thì điều gì xảy ra rồi, nó rất là trực quan. À, Hue này thì các sẽ thấy khi mà kênh red là kênh màu đỏ đó à, sinh viên biết hết tiếng anh rồi chứ gì à, màu đỏ màu cam màu vàng màu xanh lá cây màu aqua các thế rồi khi các bạn tăng giảm cái này thì màu đỏ của chúng ta sẽ chuyển sang màu hơi tím tím hay màu violet kiểu như thế đêm này không có màu đỏ thì các bạn sẽ dễ thấy nhất ở màu xanh lá cây à, màu xanh lá cây này và mình muốn nó chuyển sang màu vàng đó các bạn có thể giảm cái green này đi và nó sang màu vàng và mình đảm bảo một chuyện với các bạn là bởi vì ở trong uh, camera raw á, thì cái độ uh, phân tích của phần mềm này nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều nó sử dụng cái CPU của máy và nó làm xử lý và nó làm cho cái hình của chúng ta nó có cái độ mượt cao hơn rất nhiều so với chuyện các bạn sử dụng cái điện thoại sử dụng Lightroom Mobile để chúng ta chỉnh hình ở trên điện thoại nha thì cho nên nó sẽ mượt hơn rất là nhiều và mình khuyên thật nếu như các bạn muốn làm màu à, tạo hiệu ứng màu cho hình hay là cần cái gì đó mà chúng ta cần một cái chất lượng nó ok các bạn chỉnh hình trên điện thoại chén rồi bởi vì chất lượng nó không tới thì các bạn hãy sử dụng camera raw hãy sử dụng Photoshop ở trên máy tính à, uh, Lightroom trên máy tính cũng được nữa nhưng mà ở đây chúng ta sử dụng là Camera Raw ha đại khái như thế rồi ví dụ như là ở đây mình muốn chỉnh cho màu da đi ha? ví dụ màu màu da của mình mà mình muốn nó sáng hơn thì như thế nào ha đơn giản thôi màu da là màu gì màu cam xua kèo màu cam hoặc là màu vàng Thí dụ như là màu da ở đây mà mình muốn khử bớt vàng đi, mình muốn nó trắng hồng hơn ha Thì mình sẽ tăng giảm hai thanh này sao cho nó phù hợp Màu da đang là màu vàng đúng không? Các bạn để ý màu gốc này, nó là màu vàng và màu cam Thì màu vàng ở đây, màu cam ở đây đi Thì mình có thể sẽ hơi chuyển nó sang màu đỏ một chút xíu để cho nó hồng Hơi đỏ một chút xíu ha Yellow mình cũng sẽ giảm xuống màu đỏ một chút xíu thôi, ít thôi ha đã chỉnh ở trên phần mềm máy tính là các bạn chỉnh cho nó tinh tế nhất có thể cho mình kiềm cái tay lại ha đừng tăng giảm nhiều quá rồi hue chúng ta thay đổi màu rồi saturation chúng ta sẽ thay đổi cái sắc độ của cái màu đó ví dụ như là màu cam màu vàng mình đang muốn cho nó có một cái sự nhẹ nhẹ ở cái phần da của chúng ta nó trắng hồng chẳng hạn vậy thì cái game màu nó phải vừa đủ thôi orange mình sẽ giảm xuống một chút yellow mình cũng sẽ giảm xuống một chút đó và luminance thì là tăng độ sáng tối của cái màu đó ha mình cần màu da nó sáng hơn thì nó sẽ là màu cam sáng hơn và màu vàng sáng hơn và các bạn sẽ thấy kết quả cuối cùng của chúng ta chúng ta có một cái màu da rất là khác biệt so với ảnh góc đây các bạn thể click vào đây nhé click vào đây này nó có cái uh, trước và sau nhé đó đây là trước đây là trước này đây là sau trước sau trước sau khác không đó, mình mới kéo có mấy thanh à ở trong cái uh, adjustment này mình mới kéo có mấy thanh à trường hợp các bạn muốn làm cho nó có hiệu ứng nó lạ hơn một chút nữa thì các bạn hoàn toàn có thể làm ở đây ví dụ như là màu xanh lá cây này mình muốn cho nó mát mắt hơn chẳng hạn như vậy thì green mình sẽ tăng lên để mình khử bớt cái màu vàng ở trong màu xanh đi ha thì giảm đây là ra màu vàng này nó sẽ ám màu vàng ở trong màu xanh lá cây mình sẽ tăng lên đó và mình sẽ có một cái màu xanh lá cây nó rất là nhìn yêu cực kỳ yêu luôn đó nó sẽ rất là mát mắt ha ví dụ saturation màu xanh lá cây thì mình sẽ có thể là giảm một chút đi nhỉ giảm một chút hoặc là tăng một chút tùy theo các bạn muốn Hay tăng giảm tùy tùy gu thôi như ở đây mình đang muốn có một cái màu nó nhẹ nhặn một chút thành ra cái màu green này mình sẽ giảm xuống đó. các bạn có thể thấy là cái màu green của mình này đây là trước sau trước sau đó màu xanh lá cây đó đẹp không mình không biết gu của các bạn như thế nào nhưng mà mình thì rất thích cái màu kiểu như thế này ví dụ như là hình các bạn chụp ở Đà Lạt đi lúc nào các bạn cũng sẽ có cảm giác là hình chụp ở Đà Lạt nó sẽ mát mắt hơn lý do tại sao bởi vì cái lá cây ở Đà Lạt nó không có nhiều cái sắc tố vàng thành ra là ở đây các bạn chỉnh nó cũng sẽ có một cảm giác tương tự như vậy mình thì mình rất thích cái cảm giác đấy à, nhắc tới Đà Lạt lại thèm đi Đà Lạt của ta rồi đó OK thì các bạn sẽ chỉnh như thế các bạn có thể chỉnh màu ở, ở trong cái thanh HSL adjustment này ha và ở một số cái thanh phía sau nữa thì chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng khác và các bạn có thể hoàn toàn có thể uh, xem thử ở đây ha. Các bạn có thể tăng giảm bởi vì chỉnh ở trong camera raw nó đơn giản là một cái flow rất là đơn giản thôi là các bạn tăng giảm tăng giảm tăng giảm. Nếu các bạn tăng lên mà các bạn cảm thấy không thích thì giảm lại, đơn giản vậy thôi. <laughs> thì ở đây ha, khi các bạn làm việc nâng cao xong rồi các bạn làm ở trên tất cả những cái chi tiết ở trên hình rồi, ví dụ như là contrast mình sẽ tăng Highlight ở đây thì có thể là mình giảm một chút Shadow mình tăng uh, Exposure mình sẽ tăng một chút Kiểu như thế Đó Đây chúng ta có texture là chi tiết này Độ chi tiết ở trên hình uh, Clarity là độ trăm thì hay là khử cái haze là cái hơi khử độc đó Khử độc á Thì Ví dụ các bạn cảm giác như là các bạn muốn cho cái hình của chúng ta nó trong trẻo hơn Thì tăng nhẹ cái này lên một chút Giúp mình Là ok rồi Đó Thì chúng sẽ có cái ảnh trước Sau Trước Sau ổn chứ nhỉ ổn nhé ha rồi sau khi các bạn làm tất cả trên hình rồi ha các bạn làm ở trên tất cả hình rồi và các bạn muốn uh, làm một cái gọi là chỉnh ở khu vực khác ví dụ như là ở trên này các bạn cảm giác như là cái khu vực ở trên này nó hơi tối hơn ở dưới thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ hai công cụ này đó là graduate filter và radial filter ha graduate filter thì nó sẽ là thanh thẳng từ trên xuống như thế này hoặc là nói chung là một cái phương ngang ha, phương một vector ngang hoặc là đó một vector thẳng luôn à, chính xác là một vector thẳng ha hoặc là sử dụng uh, radio filter thì nó sẽ là một cái khu vực tròn ha rồi hai công cụ này cách sử dụng y chang như nhau ha y chang như nhau chứ nó chỉ khác cái hình và cái khu phạm vi thôi ha cái uh, radio filter thì nó sẽ thẳng ha một vector thẳng còn cái này thì tròn. Thế thôi. À, ví dụ như là các bạn muốn chỉnh ở phía trên, khu vực phía trên này nó à, sáng lên thì mặc định nó sẽ ở đây nha. Thì các bạn sẽ click vào cái radio Filter này. Đó. Click vô. Và ở đây các bạn sẽ à, có thể mặc định thì nó sẽ là 0000. Mình sẽ cho nó về mặc định hết. Đó khi các bạn click vào Graduate Filter thì cái thanh bên này nó cũng sẽ thay đổi nha nó sẽ để là Graduate Filter này à, ví dụ như các bạn muốn quay lại, trở lại thì các bạn có thể click vào đây để chúng ta quay trở lại cái bình thường hình cái bàn tay này ha còn không thì Graduate Filter ở đây thì mình sẽ muốn tăng sáng ở khu vực này mình sẽ kéo từ trên xuống ở đây đó và mình tăng sáng đó tăng sáng à, cho nó nhẹ nhàng hơn thì mình có thể mình tăng cái shadow lên Được rồi đẹp không ổn chứ ha đó thì các bạn thể thấy là nó sẽ có độ chuyển từ cái điểm xanh lá cây sang điểm đỏ Đó Rồi khi nào mình cảm thấy ok rồi thì mình có thể quay trở lại đây Quay trở lại cái bàn tay à, Ví dụ như là mình muốn cho người mẫu của mình à, sáng hơn một chút đi ha Ví dụ như trong hình của các bạn mà người mẫu nó bị tối chẳng hạn như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái này Đó và mình có thể tăng giảm sáng ở đây và mình sẽ kéo một phát ở ngay phần người mẫu đó và người mẫu của chúng ta nó sẽ sáng hơn hàng người mẫu nó sáng hơn à, ví dụ như là nó bị ngược như thế này đó đó bị ngược này chúng ta có thể chọn cái feeder lên 100 để cho nó mượt nha mặc định thì nó sẽ là thế này đó nếu feeder bằng không này đó thì nó sẽ không có mượt và feeder cao lên thì nó sẽ mượt từ trong ra ngoài nó sẽ nhẹ nhàng hơn nó đẹp hơn ha và các bạn có thể tùy chỉnh cái uh, filter này là radio filter là từ trong ra hay là áp dụng nói chung là áp dụng ở trong hình tròn hay là ở ngoài hình tròn ha. Thì các bạn sẽ có thể chọn là outside inside. Thông thường thì mình cứ để mặc định là inside. Có nghĩa là các bạn chọn khoanh vùng cái người khoanh vùng vị trí nào thì vị trí đó sẽ bị ảnh hưởng ha. Ví dụ mình sẽ tăng giảm sáng ở đây. Và sau khi xong rồi các bạn thể quay lại đây. Và các bạn thể thấy là cái hình của ta nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với lại hình gốc ha. Rồi cái, chúng ta quay lại cái à, nội dung lúc đầu mình nói hơi nâng cao đó, nãy giờ là mình ở mức cơ bản là các bạn có thể chỉnh sáng tối cho bức hình của chúng ta rồi, ha và ở đây các bạn sẽ thấy cái histogram này, à, cái à, các bạn có thể quay lại một chút về cái à, gọi là bản chất của một bức hình thì nó sẽ nó không phải là màu sắc hay là cái gì cả, nó đơn giản là những cái pixel ở trên màn hình, ha màn hình của chúng ta cấu tạo từ pixel pixel là điểm ảnh thì hình của chúng ta tương tự như thế ha bởi vì nó hiển thị trên màn hình mà hình digital hình kỹ thuật số kể cả các bạn sử dụng điện thoại hay là bất kỳ một cái màn hình nào đó thì nó đều là pixel cả thì ở đây ấy, nó sẽ có cái mật độ pixel của chúng ta và nó các bạn có thể để ý uh, cái phần uh, các bạn chỉ để ý cái phần màu xám thôi giúp mình nhá thì nó sẽ tăng giảm tùy theo bức hình của chúng ta ha ở đây nó sẽ là mật độ của pixel mật độ này nó sẽ phân bổ ở khu vực tối và sáng ha từ tối tới sáng bên trái của chúng ta là khu vực tối và bên phải của chúng ta là khu vực sáng thì nếu như các bạn thấy cái mật độ pixel của chúng ta nó nằm ở chỗ nào thì bức hình của chúng ta nó sẽ phản ánh là ừ cái bức hình của chúng ta đang ở khu vực đó à, cái mức độ sáng của chúng ta sẽ tầm tầm đó ví dụ như là đây phần màu xám của chúng ta các bạn có thể để ý là phần màu xám nó hơi ở giữa một chút và hơi lùi về phía sau thành ra các bạn sẽ biết được là ở ừ, bức hình của chúng ta nó đang uh, hơi tối một tí xíu ở tổng thể. Nhưng mà nếu như mà nhìn vào mắt thường thì các bạn sẽ thấy, uh, mình sẽ chọn cái zoom này để các bạn thể thấy là người mẫu chúng ta cảm thấy ok, thì uh, không sao cả. Nhưng mà ví dụ như là bức, bức hình nó tối thật đi, ví dụ mình để về default này và mình exposure giảm này, đó các bạn thể thấy là một bức hình tối á, thì cái pixel chúng ta nó dồn toàn bộ về tối và nó không ok ha. Và lúc đó chúng ta sẽ phải tăng giảm cái này lên làm sao cho nó ok một chút các bạn sẽ thấy là nếu như một bức hình mà cái pixel thông thường nha cái này thông thường nó không có một cái cố định thì nếu như một cái pixel cái mật độ của ông ta nó càng vào giữa giữa một chút thì nó sẽ ok hơn bởi vì nó sẽ không có quá cháy sáng và nó không quá cháy tối à, ở đây các bạn thể thấy là bức hình của ông ta nó tương đối nó đồng đều và như thế mình cảm thấy nó ok ha thì đó là sơ sơ về cái này thì nếu như các bạn muốn một cái bài nâng cao hẳn hơn nữa về histogram có thể có thể lên cái youtube channel của mình thì mình có hướng dẫn ở trên đó ha mình sẽ back lại một chút ở cái hình mà hồi nãy mình mới làm sao đây rồi à, có một cái đó là khi mà các bạn làm chỉnh sửa ở trên camera rồi và các bạn muốn à, lưu giữ cái à, cái 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 những cái bức chỉnh này những cái bức chỉnh màu này bởi vì các bạn sẽ cần làm ở trên là gì trên số lượng lớn à bởi vì ở một bộ hình các bạn đi chụp có thể không phải là một tấm mà nó sẽ là một bộ cả gần trăm tấm chẳng hạn như thế và hình nào các bạn cũng muốn có cái hiệu ứng như thế này cũng chỉnh ra như thế này cũng chỉnh cái à, cái cái cái, cái màu như thế này thì nó gọi là reset đúng rồi reset giống y chang nhà Lightroom mobile vậy đó Lightroom mobile có reset camera cũng có reset camera, raw có camera raw. ha rồi ở đây thì mình có rất là nhiều cái bộ preset của mình ha và nếu như các bạn muốn làm một cái sau khi các bạn đã chỉnh sửa uh, nói chung là hoàn thiện hết bức hình của chúng ta rồi và các bạn muốn lưu lại ha để chúng ta sử dụng cái preset này cho những nhiều cái hình khác thì các bạn sẽ bấm vào ngay phía dưới này chúng mình phía dưới này nó có cái nút là new preset đó bấm vào new preset rồi ở đây nó sẽ có uh, chọn uh, cho chúng ta nhé ta có thể chọn là ở cái folder nào lưu vào đâu tên folder này là gì ví dụ như là, là cô gái Hà Lan chẳng hạn như vậy album cô gái Hà Lan preset cho album à, màu Hà Lan đó rồi màu Hà Lan đi ở đây thì các bạn có thể chọn tất cả những cái um, tùy chỉnh mà chúng ta đã chỉnh ở bên này đó bao gồm chỉnh sáng tối exposure contrast highlight các thứ đồ này màu hsl adjustment là về cái màu xanh lá cây rồi màu da các thứ đồ đó thì các bạn có thể lưu lại a uh, group là cái khu vực quản lý nguyên cái bộ này ví dụ như là nguyên cái bộ màu các bạn các bạn muốn làm một cái bộ màu cá nhân chẳng hạn như thế thì các bạn sẽ bấm vào new group ha mặc định nó là user preset thì ở đây mình sẽ chọn là new group đi đó và mình sẽ để là ở amd workshop <laughs> kiểu thế và mình chọn ok đó thì nó sẽ có một group mới và chúng ta bấm ok ở đây chúng ta sẽ có một cái đây nó đây màu hà lan đó thì bây giờ ví dụ như là các bạn cảm thấy cái hình này các bạn cảm thấy ok rồi các bạn sẽ bấm ok nhé và nó sẽ tự động, nó sẽ mở hình này ở trên Photoshop Nếu như các bạn sử dụng file raw thì nó sẽ hiện lên như thế này Đó, ha, dễ không? Và chúng ta muốn lưu lại, ừ, giống như là lưu trong pen về đó, mình nói thật Cái này giống pen lắm Các bạn sẽ vào file và chọn self-add và lưu lại Với định dạng là JPEG, ha, để chúng ta up lên Facebook À, up lên um, đầu đó thì các bạn sẽ để là JPEG đây là cái định dạng phổ thông ha và các bạn sẽ lưu ra desktop chẳng hạn hoặc là lưu vào đó tùy các bạn lưu đâu tùy các bạn ha rồi ví dụ như là với bức hình này mình cảm thấy ok rồi mình không lưu nữa và mình sẽ mở những bức hình khác à, ví dụ như là ở trong Photoshop của ông ta thì nó sẽ có rất là nhiều uh, trong một album của các bạn nó sẽ có rất là nhiều hình thì các bạn có thể chọn nhiều hình như thế các bạn kéo thả vào Photoshop ha kéo thả vào giao diện như thế này thôi, kéo thả cái và thả tay ra. Photoshop nó sẽ tự mở ra bởi vì ở đây mình đang sử dụng là Fire raw thành ra là Photoshop sẽ mở như thế này ha. Ví dụ như là kiểu như thế thì uh, JPEG thì mình không nói nữa thì nó y chang thôi ha. Nếu như ở đây các bạn muốn làm cho nó nhanh ha, bởi vì mình đã chỉnh một tấm hình nãy rồi. Ở đây mình các bạn có thể qua ngay ở bên cái preset của chúng ta, chọn luôn cái AMD à uh, workshop cái group preset của các bạn, chúng ta chỉ việc click chọn đó và chúng ta sẽ có một bức hình ok. À, ví dụ như là chúng ta qua một bức hình khác, mình cũng muốn lấy cái màu cũ, mình lại click vào cái preset đó rồi đó và các bạn có thể tăng giảm sáng như bức hình này. đấy các bạn để ý nè, cái histogram của ta này nó dồn rất nhiều về phía bên tay trái hoặc bên tay phải chẳng có gì, bên tay trái chẳng có gì cả và nó dồn rất nhiều bên phía tay phải là phía bên ánh sáng đó thì các bạn thể biết ngay là bức hình chúng ta đang cháy sáng rồi và các bạn cần giảm lại một chút ha giảm lại một chút cho nó đồng đều ha rồi ví dụ white mình sẽ giảm lại đó à, ví dụ như là đây mà mặt của người mẫu này mình cảm giác hơi chưa ổn lắm thì mình sẽ tăng tăng sáng khu vực mặt người mẫu bằng cách sử dụng cái uh, Radio filter này click vào đó và kéo ra đơn giản như thế thôi ha rồi tiếp ví dụ như là bức hình này chẳng hạn như vậy mình cũng quay trở lại cái uh, đây ha quay trở lại cái tool này để nó hiện cái này lên, các bạn qua preset cũng lại đúng cái màu đó và click phát là xong thôi. đó như cái này thì lại hơi cháy sáng tí thì thôi giảm rồi view bức hình này cái mặt cũng hơi tối, thành ra là mình cũng tăng sáng một chút. ok, à, tới đây mình cảm thấy ok rồi á. À, rồi ở đây các bạn có thể lưu tất cả hình này lại ha bằng cách là chọn hết từ đầu tới cuối. đó và chúng ta ở phía dưới này các bạn sẽ có nút uh, save image hoặc là các bạn muốn mở ở trong Photoshop thì các bạn sẽ bấm Open Image thì nó sẽ mở tất cả hình này ở trên Photoshop luôn và các bạn có thể lưu các bạn có thể retouch về cách retouch ra à, cách à, xóa mụn này xóa rác này muốn à, bóp tay bóp chân à, như thế nào đó thì hãy comment các bạn muốn mình làm bài gì thì hãy comment phía dưới ở video sau mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách chúng ta retouch ở trên Photoshop ha chúng ta đã chỉnh màu rồi, chúng ta đã chỉnh số lượng lớn ở trên Camera raw rồi và đó là cách dễ nhất để chúng ta có thể chỉnh được tấm hình gọi là ở mức độ cơ bản. Ha. Còn về cách để chúng ta xử lý những cái chi tiết khác, ví dụ như là đây, tự nhiên lòi ra cái biển số ở đây chẳng hạn như thế, ta muốn xóa hoặc là trên mặt người mẫu mà chúng ta có cái mụn, à, chúng ta muốn xóa ví dụ như là khu vực này chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải sử dụng Photoshop nó sẽ dễ hơn đây khu vực da chẳng hạn như thế chúng ta muốn làm mịn da chẳng hạn như vậy đó thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng Photoshop ở bài sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta retouch và cái cách để chúng ta thiết kế ở trên những cái bức hình mà chúng ta đã lưu chúng ta đã làm rồi và chúng ta sẽ thiết kế nó thành một cuốn album à, photobook để chúng ta in ra và ví dụ tặng cho crush chẳng hạn như thế thì, ngon chứ à, tạo phát đổ liền thiệt rồi thì đó là toàn bộ video, các bạn chờ video thứ hai nhé và hãy comment phía dưới cho mình biết là ở cái uh, video tiếp theo, ở uh, video sau cái khóa học ba video này thì bạn sẽ muốn mình làm vấn cái gì, hãy comment phía dưới nhé. Và nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Ở phía dưới này thì mình có những video khác nhớ click vào xem thêm nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.